Các bạn thân mến, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần audio văn học này. Chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục đi tìm hiểu về nội dung trích đoạn Đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm với nội dung của đoạn thơ sau. Trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Khi hai đứa cầm tay mọi người, đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm. Khi chúng ta nắm tay mọi người, đất nước vẹn tròn to lớn. Mai này con ta lớn lên, con sẽ mang đất nước đi xa, đến những tháng ngày mơ mộng. Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Đây sẽ là đoạn thơ với nội dung lời nhắn nhủ về trách nhiệm của cá nhân đối với đất nước. Chúng ta có 6 câu thơ đầu tiên. Trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Khi hai đứa cầm tay, đất nước trong chúng ta hoài hài hòa nồng thắm. Khi chúng ta cầm tay mọi người, đất nước vẹn tròn to lớn. Chúng ta có thể thấy rằng là ở trong cái đoạn thơ này thì nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã xác định được cái bổn phận, trách nhiệm cá nhân của mình trước sự tồn tại của đất nước muôn đời. Nhận thức này sẽ được hiểu và triển khai theo lối Bắc Cầu, đó là đất nước có từ đời sống xa xưa của dân tộc, gắn liền với sinh hoạt, với không gian sinh tồn của mỗi cá nhân và cộng đồng, và là sự kế tục tiếp nối của rất nhiều những thế hệ sau này. Bởi vậy, đất nước có trong anh, trong em, và đất nước đối với chúng ta, tất cả mọi người đều có một phần bổn phận trách nhiệm để bảo vệ sự trường tồn của dân tộc. Trước tiên, đất nước được đặt trong mối quan hệ riêng tư nhỏ hẹp của anh và em. Có thể thấy rằng hình ảnh đất nước bây giờ không còn là một cái hình ảnh trừu tượng về mặt lịch sử địa lý nữa, mà nó đã hóa thành dòng máu nóng chảy trong trái tim của mỗi người. Trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt, một mất một còn, hình ảnh đất nước càng trở nên gần gũi và thân thiết với chúng ta hơn bao giờ hết. Đất nước hiện hữu trong cuộc sống của từng cá nhân, ở sự kế thừa tiếp nối những giá trị vật chất và tinh thần của cộng đồng. Là người Việt, ai cũng lưu giữ trong mình một nét dân tộc. Mỗi con người đều thừa hưởng trong mình ít nhiều những di sản văn hóa, vật chất và tinh thần của đất nước. Chỉ một phần nhỏ bé, nhưng nó thể hiện sự gần gũi, gắn bó, yêu thương và tự hào của mỗi cá nhân đối với đất nước. Trong anh, trong em, trong mỗi cá nhân trên đất nước Việt Nam bây giờ và trong mỗi con người của đất Việt, đất nước vẫn tồn tại như một phần tất yếu. Bởi vậy, chúng ta có thể thấy rằng khái niệm đất nước không còn là một cái khái niệm trừu tượng lớn lao nữa, mà đã kết tinh lại để trở thành một phần gần gũi, máu thịt của mỗi người chúng ta. Chúng ta vẫn còn nhớ trong nền ca dao xưa, nền văn học dân gian ca dao xưa có những câu ca dao vô cùng gần gũi như thế này. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà sầm tương, nhớ ai dãi nắng sầm sương, nhớ ai tát nước bên đường hôm nào. Có thể thấy rằng là trong những cái tứ thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, chúng ta có thể cảm nhận được ở đây đó chính là sự gần gũi, đúng không ạ? Đó chính là sự gần gũi của hình ảnh đất nước với trái tim của mỗi người dân đất Việt. Trong anh, trong em đều có một phần của đất nước. Đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm. Đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Và đó là một cái nhận thức vô cùng mới mẻ về đất nước. Chúng ta thấy rằng là bên cạnh cái mối quan hệ nhỏ hẹp, mối quan hệ cá nhân giữa anh và em, thì chúng ta còn có mối quan hệ giữa cộng đồng, giữa cái riêng và cái chung nữa, được thể hiện qua những phần thơ. Khi chúng ta cầm tay mọi người, đất nước vẹn tròn to lớn. Có thể thấy rằng là hành động cầm tay ở đây đi liền với một cái tính từ chỉ mức độ hài hòa, nồng thắm, vẹn tròn to lớn. Hình ảnh cầm tay chính là biểu tượng của tình cảm cá nhân. Đó chính là một cái sự gắn bó, thể hiện những cái tình cảm trao đi giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với cộng đồng. Chúng ta cũng vẫn còn nhớ rằng là ở trong một cái đoạn thơ mà chị vẫn thường đọc cho các bạn: phút chia tay ta chỉ nắm tay mình, lời chưa nói thì bàn tay đã nói, mình đi rồi hơi ấm còn ở lại, còn bồi hồi trong những ngón tay ta. Thì cái hình ảnh cầm tay nó là một cái hình ảnh thiêng liêng đó. Đó là cái hình ảnh thể hiện tình yêu,
Đó là hình ảnh thể hiện sự gắn kết. Và nếu như suy nghĩ rộng ra thì chúng ta có thể thấy rằng là cái cầm tay ấy đã truyền cho nhau tình người, khẳng định sự đoàn kết chung sức của cả dân tộc. Mọi người thì cầm tay nhau, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau mới có được hình ảnh đất nước vẹn tròn to lớn, mới có được khối đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh Việt Nam. Từ hài hòa nồng thắm đến vẹn tròn to lớn, đó là sự phát triển, sự đi lên của lịch sử dân tộc. Hạnh phúc lứa đôi được đặt trong tình yêu của đất nước, được đặt trong tình yêu đất nước càng trở thành một cái tình cảm có ý nghĩa hơn bao giờ hết, đúng không nào? Chúng ta thấy rằng là đất nước được cảm nhận là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Và đất nước ấy chỉ có thể trở nên vẹn tròn to lớn khi mà chúng ta nắm lấy bàn tay của nhau để trao cho nhau tình yêu, trao cho nhau sức mạnh và kế thừa và phát triển đất nước này ngày càng lớn mạnh hơn. Tiếp theo thì nhà thơ cũng đã vẽ ra một cái viễn cảnh tương lai tươi đẹp của đất nước. Mai này con ta lớn lên, con sẽ mang đất nước đi xa đến những tháng ngày thơ mộng. Mai này là một cái từ mà để chỉ về tương lai, đúng không ạ? Chỉ thời gian tương lai. Niềm tin đó là niềm tin được gửi gắm qua hình ảnh con ta. Chỉ những thế hệ công dân tiếp theo của đất nước sẽ là thế hệ tiếp tục kế thừa và phát huy những gì mà dân tộc ta đã có để đất nước sẽ trở nên phồn vinh, to đẹp hơn. Chúng ta có thể thấy rằng là kẻ thù, chiến tranh có thể vùi lấp đi những ngôi nhà, những làng bản, nhưng mà không bao giờ có thể vùi lấp đi được gì ạ? Niềm tin của con người Việt Nam, sự lạc quan của con người Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng là những tháng ngày mơ mộng ở đây là tượng trưng cho ngày mai tươi sáng, cho hình ảnh phồn vinh của đất nước. Nguyễn Khoa Điểm tin tưởng vào ngày mai, đúng không ạ? Tin tưởng vào sự phát triển của đất nước. Nguyễn Khoa Điểm tin tưởng vững chắc vào một ngày chúng ta sẽ có được hòa bình độc lập, sẽ đi qua những nhọc nhằn gian khổ để hướng tới ngày mai tốt đẹp hơn. Nói như nhà thơ Nguyễn Đình Thi thì đó chính là những con người rũ buồn đứng dậy sáng loà. Và không dừng lại ở đó thì nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm cũng đã đưa ra một cái lời nhắn nhủ trực tiếp đến với chính mình, đó là gì ạ? Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Khi mà đã nhận thức được vai trò và ý nghĩa của đất nước đối với mỗi cá nhân và con người, thì Nguyễn Khoa Điểm đã nhắn nhủ và chia sẻ rằng là em ơi em. Có thể thấy cái cách xưng hô, cách chia sẻ, cách nói nó rất là chân thành, không phải là một cái cách hô hào khô khan, cứng nhắc, mà đây là một cái lời nhắn nhủ nhẹ nhàng thôi nhưng mà lại vô cùng thấm thía và giàu cảm xúc. Lời gửi gắm ấy thì bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là gì nhỉ? Là đất nước là máu xương của mình. Máu xương là cái phần quan trọng nhất trong cơ thể của mỗi người. Chúng ta chỉ có thể sống khi mà chúng ta bảo vệ được xương máu của chúng ta. Và đây cũng là một cái cách nói ẩn ý về sự hy sinh của những thế hệ cha ông, thế hệ cha anh đã đi trước. Lá cờ đỏ sao vàng chính là màu đỏ nhuộm từ máu, đúng không ạ? Từ sự nhiệt huyết của biết bao nhiêu những thế hệ đã đi qua. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải giữ gìn và chúng ta cần phải gắn bó với đất nước để giữ được gì ạ? Sự độc lập, giữ được tinh thần, giữ được sự tin tưởng lạc quan vào ngày mai tươi sáng. Chúng ta thấy rằng là em ơi em, đất nước là máu xương của mình, chúng ta phải biết gắn bó, phải biết san sẻ, phải biết hóa thân. Ba cái động từ này liên tiếp, đây là một cái sợi dây phát triển cực kỳ là hợp lý, đúng không ạ? Được sắp xếp theo mức độ tăng dần, biểu hiện sự khác nhau của bổn phận trách nhiệm của người dân đối với đất nước trong những thời khắc quan trọng của lịch sử. Chúng ta cần phải biết gắn bó, chúng ta cần phải biết quan tâm, phải biết san sẻ buồn vui với nhau, sẵn sàng chịu được đắng cay khó nhọc, dùng máu xương của mình để nguyện dấn thân làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc. Và chúng ta thấy rằng là ở trong thời chiến thì người ta đã sẵn sàng dâng hiến cả sự sống của mình. Sự hiến dâng ấy được suy nghĩ theo cái suy ngẫm của nhà thơ, đó là một cái cuộc hóa thân. Bóng dáng mỗi người đã làm nên bóng dáng của quê hương xứ sở. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đoá hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm.
nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. À, đây là trích những cái câu hát trích trong bài hát tự nguyện. Và nó đã thể hiện chân thành, thể hiện cái gì ạ? Sự chân thành của mỗi cá nhân, sự chân thành khi mà nguyện hy sinh, nguyện hiến dâng để làm đẹp cho đất nước, để góp phần nhỏ của mình vào sự phát triển của đất nước. Bởi vì ở trong mỗi người thì ai đó, thì mỗi chúng ta cũng đều chan chứa trong mình là: ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ, như cha, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Và chúng ta có thể thấy rằng là ở trong đoạn thơ này thì về cấu trúc, mạch tứ của đoạn thơ theo kiểu suy luận rất là chặt chẽ với nhau, đúng không ạ? Có thể thấy rằng là một cái lời nhắn nhủ tha thiết, đây là một cái lời của tiếng gọi trái tim. Vì thế nó đã lay động và thúc giục vào lòng người, mang trong mình một cái giọng thơ tâm tình dịu ngọt, tứ thơ dạt dào cảm xúc mới mẻ về ngôn từ. Chúng ta có thể nhìn thấy được những cái cách truyền tải cảm xúc, cách truyền tải thông điệp cực kỳ là đậm chất của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Và nếu như chúng ta, mỗi người trẻ ở thế hệ bây giờ mà nghe được những cái lời nhắn nhủ như thế này, thì chị tin rằng là bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy rằng mình là một phần của đất nước và mình cần phải có trách nhiệm với việc giữ gìn, phát huy những cái truyền thống tốt đẹp và góp một phần nhỏ của mình vào để dựng xây đất nước Việt Nam muôn đời. Đúng không nào? Các bạn thân mến, vừa rồi thì chị đã cùng với các bạn đi tìm hiểu cái đoạn thơ tiếp theo trong trích đoạn đất nước, trích trong chương 5 trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Chị tin rằng là với phần audio này thì đã giúp cho các bạn của chị có thể có thêm kiến thức để chúng ta làm những cái bài viết tốt hơn nếu như đề thi ra vào đất nước. Và đừng quên là chị hiện vẫn đang có bộ sổ tay văn học, là bộ tài liệu ôn thi đại học vô cùng chất lượng để các bạn có thể sở hữu nó và ôn thi thật là tốt. Thêm vào đó thì chị cũng có khóa học online để chúng mình có thể đồng hành với nhau đấy. Thế nên là nếu như mà quan tâm tới khóa học online hay là những cái sản phẩm, những cái tài liệu học của chị Hiên thì nhanh chóng nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên các bạn nhé. Và đừng quên là subscribe kênh YouTube này và hãy comment những cái ý kiến của các bạn để chị có thể ngày càng hoàn thiện hơn và làm ra những cái audio chất lượng hơn để giúp cho việc học văn của các em sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và các bạn nhỏ của chị thân mến, ngày hôm nay để kết thúc phần audio này, xin được mượn những lời thơ của nhà thơ Giang Nam để thay lời kết. Và chị tin rằng là cũng có rất là nhiều người bắt đầu tình yêu quê hương, đất nước của mình từ những điều giản đơn như vậy. Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm, có những lần trốn học bị đòn roi. Nay yêu quê hương vì trong từng năm đất có một phần xương thịt của em tôi. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe phần audio này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn của chị ở trong những phần audio văn học tiếp theo.